Xin chào tất cả anh chị em các bạn nha. Chúc tất cả anh chị em các bạn có những giây phút xem video thật là vui vẻ, tươi trẻ và mạnh khỏe nha. Thì trước tiên mình xin giới thiệu bản thân mình các bạn. Mình tên là Trần Văn Triền, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Thì hôm nay mình muốn xin giới thiệu và muốn chia sẻ với các bạn được biết là năm 2021 này có nên đi xuất khẩu lao động hay không. Vì do gần đây các bạn có nhiều anh chị và cũng có nhiều cô chú cứ bình luận nhắn tin hỏi mình là tình hình bên Nhật như thế nào rồi con, rồi bên cháu ơi, rồi bên Nhật còn dịch không, và năm 2021 này nếu đại dịch như thế này á là mình đi Nhật có nên hay không đó, và mình qua đó có việc làm hay không, và việc làm có ổn định hay không. Thì cô chú thấy á là có nhiều cháu là hết hạn và muốn về nước mà không về được, còn những cháu mà đang học ở Việt Nam á thì cả năm nay rồi, chờ đợi 1-2 năm nay rồi nhưng mà chưa bay được, thì cháu có thể chia sẻ lại hay là có thể chia sẻ giúp cô chú được không đó. Thì mình cũng xin giới thiệu các bạn luôn là mình theo như mình được biết đó nha, mình biết cái gì, mình thấy cái gì, những cái chuyện mà thực tế nhất mình sẽ chia lại cho tất cả anh chị em được biết theo như cái trong phạm vi khả năng của mình á, là trong cái đợt mùa dịch này là có sáu cái lý do mà nên phải đi Nhật đó. Thì các bạn thấy sao? Thì trong cái mùa dịch này á là sẽ có là những bạn không về nước được và những bạn cũng chuyển sang Tokute là những bạn làm hết 3 năm ở đây xong và chuyển đi công ty khác, không làm công ty cũ nữa, và bên Việt Nam, đầu bên Việt Nam là thực tập sinh mới cũng không sang được, là công ty này thiếu người đó. Như vậy là công ty sẽ rất cần người. Cái lý do thứ nhất là sẽ có rất nhiều đơn hàng cho các bạn lựa chọn đó. Rất nhiều đơn hàng cho các bạn lựa chọn, các bạn muốn chọn đơn hàng nào và đi đơn hàng nấy là cái lý do thứ nhất. Và cái lý do thứ hai là các bạn cực kỳ dễ trúng tuyển. Ví dụ như thời xưa các bạn cứ tham gia phỏng vấn là tham gia, đúng không, cứ tham gia, có đơn hàng các bạn cứ tham gia xong là đâu khoảng có đậu có rớt đó các bạn, nó là bình thường đó nha, là bình thường đậu rớt nữa. Nhưng đợt này các bạn sẽ dễ dàng trúng tuyển. Và cái thứ ba, lý do thứ ba là các bạn không cần phải cạnh tranh. Vì có nhiều đơn hàng á, hồi xưa mình đi đơn hàng thực phẩm là mình đi là 1/3 các bạn, 1/3. Là có nghĩa là một đơn hàng thực phẩm này lấy 10 người thôi. Nhưng mà phải thi 30 người để lấy 10 người thôi các bạn. Đó. Là nhiều, có nhiều đơn hàng lương cao hay công ty là lương tốt á thì thậm chí là có lấy 5 chọn 1, đó là phải thi 50 người mà lấy được có 10 người thôi. Đó, thì vậy các bạn phải rất là không cần phải cạnh tranh nè. Vì trong cái mùa dịch này á, ai cũng có cái tư thế, tâm thế là hoang mang, lo sợ, thì sợ qua đây không có việc làm ổn định. Đó, rồi không qua được, rồi học xong phải chờ đợi. Thì các bạn cứ hoang mang lo lắng như thế thì các bạn phải càng nên đi. Đó. Thì theo như ông bà xưa người ta thường nói, các bạn ở Việt Nam mình có những ngày như là ngày gì ta, ngày 14 nè, ngày 14, ngày 23 đó là ngày mình, thường thường ông bà xưa nói là những ngày đó ngày xấu, hạn chế ra đường. Nhưng theo như là quan điểm của cá nhân mình á thì những ngày đó là mình càng phải đi nữa các bạn. Thì tại sao? Thì ai cũng có cái quan điểm là ngày xấu không ra đường thì đường sẽ trống, sẽ vắng. Đó, thì mình càng phải đi. Đó, còn như mà còn vấn đề mà về kinh doanh á, về chiến lược kinh doanh á, thì những bạn mà người ta càng lo sợ, người ta càng hoang mang, người ta càng lo lắng thì mình càng phải tham vọng, càng phải khát vọng hơn. Như vậy mình phải được thành công các bạn, có nghĩa là mình không đi chung đường với người khác, nhưng không có nghĩa là mình thất bại, con đường mình đi là thất bại các bạn nha. Thì mình chưa đi là mình chưa biết đó. Và cái lý do thứ nhất là có nhiều đơn hàng nè, lý do thứ hai là dễ trúng tuyển nè, lý do thứ ba là không cạnh tranh nè đó. Và cái thứ tư là việc làm rất là nhiều luôn, việc làm rất là nhiều, vì những bạn mà làm xong á là chuyển đi hết rồi là không còn những bạn nào ở lại công ty cũ nữa, vì vậy phải muốn tuyển qua nhanh đó. Và cái lý do thứ năm là đi phí, cái chi phí các bạn. Cái chi phí là rất là rẻ luôn. Hồi xưa mình đi là 5.500 đô
5.500 đô là 5.500 đô là của 3 năm trước, 4 năm trước. 4 năm trước. Tới hiện tại bây giờ cũng khoảng 5.500, 6.000 hay 6 mình cũng không biết nữa bạn. Mình cũng không rành nữa. Đó mình chỉ chia chi mình chỉ là nói cái mức lương mà cái mức mà phí của 4 năm trước thôi. Đó. Thì cái phí các bạn, không những cái mùa dịch này, không những phí mà đi đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản nó rẻ, mà thậm chí những bạn mà chuyển tu quốc tế cũng cũng rất là rẻ nữa các bạn. Thì hồi xưa mình hết 3 năm xong, mình cũng chuẩn bị là mình chuyển sang là tu quốc tế. Có một công ty đầu tiên nó đòi mình là 1.500 đô. 1.500 đô là chuyển tu quốc tế các bạn, là cũng khoảng 30 triệu. 30 triệu đúng không? Đó. Cái dần dần cái chuyển tu quốc tế nhiều quá, giao dịch không về được. Thì cũng có nhiều công ty, nhiều cái công ty phái cử, nhiều công ty tuyển dụng nó cứ hạ xuống, nó cứ sale giảm giá xuống là 1.000 đô, 1.000 đô, xong nó có công ty tính man 10 man và 5 đến 10 man, 15 man và thậm chí có 2-3 man, thậm chí có công ty miễn phí luôn các bạn. Là mức đầu chuyển công ty đó là vì cái nguồn nhân lực của họ thiếu á, họ không qua được là họ thiếu đó. Vậy là rất là dễ. Và cái vấn đề mà cái lý do cuối cùng nữa là các bạn sẽ rất là dễ đậu đơn hàng luôn. Hồi nãy là mình trúng tuyển dễ thôi, mình không cạnh tranh đúng không? Bây giờ là các hầu như bây giờ mình hầu như là đa số mình thấy nhiều công ty bên Việt Nam tuyển dụng các bạn là đa số đăng bài là bao đậu hết đó. Đa số đăng bài lên là bao đậu, thậm chí là phỏng vấn đậu liền luôn cũng có, không còn phải kén chọn. Hồi xưa mình cũng đi là không đậu đâu, mình là dự bị. Mình dự bị một lần các bạn. Mình dự bị một lần nên lần hai mình cũng mới đậu được các bạn. Còn đợt này là cái đợt mùa dịch này mình nghe nhiều công ty, nhiều bạn nói là không có dự bị, cũng không có là không có gì ta, không có dự bị cũng không có mà cạnh tranh nữa, đúng rồi, không có cạnh tranh nữa. Cũng có nhiều công ty cạnh tranh và cũng có nhiều công ty không cạnh tranh các bạn nha. Cạnh tranh có nghĩa là các bạn như là thi 3 người lấy 1 người đấy, là cái vấn đề đó là vấn đề cạnh tranh đấy. Đó, thì các bạn cứ yên tâm. Thì bên đây là người Việt Nam á, thì muốn về Nhật. Ủa, người Việt Nam thì muốn sang Nhật. Còn những bạn mà bên Nhật á, thì muốn về cũng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ tháng vừa rồi cũng có mấy mấy chục ngàn người gì nữa các bạn. Mà nguồn Việt Nam thì nó sang thì phải có nhập cảnh này và cách ly. Mà các bạn nên nhớ là những bạn mới mà sang đây cách ly á, tại cô hai mình cũng mới sang được 1 tháng các bạn. Cô hai mình cũng mới sang 1 tháng. Mà cách ly bên đây 2 tuần. Cách ly 2 tuần rồi học. À, học ở nghiệp đoàn mà không học nghiệp đoàn, học online thôi, học online 2 tuần. Mà khi các bạn sang đây các bạn cách ly đúng không, các bạn cách ly á, cách ly là các bạn chỉ bỏ tốn tiền ăn thôi thì nghiệp đoàn là nó sẽ trả cho các bạn là tiền khách sạn cho các bạn cách ly đó. Thì vậy các bạn chỉ tốn tiền ăn buổi trưa nhưng mà mình nghe nói có hôm bữa mình nghe cô hai mà nói có 1 man mấy các bạn cách ly 2 tuần. Ủa, cách ly 2 tuần như có không tới 1 man nữa hay sao á, vì cũng 1 tháng mấy rồi mình cũng quên rồi các bạn. Vì vậy mình chỉ nói là cái mức lương cái mức mà phí cách ly rất là rẻ, vì nghiệp đoàn họ sẽ trả tiền thuê khách sạn cho các bạn cách ly rồi. Các bạn chỉ cần sang đây là tốn tiền ăn thôi, tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là không có bao nhiêu đó các bạn. 1 ngày 1 sen, 2 tuần là 1 tháng bao nhiêu, cũng rất là rẻ luôn, 1 man mấy thôi, tháng khoảng 1 man mấy á. Thì các bạn cứ yên tâm, sang Nhật sẽ có việc làm cho các bạn và có rất là nhiều đơn hàng cho các bạn luôn. Các bạn không cần phải lo sợ, cũng không cần phải khó khăn hay là phải đắn đo suy nghĩ gì hết đó. Thì các bạn cứ theo sau cái video này á, các bạn xem xong video này các bạn cứ tìm hiểu nè, tham khảo nè, và các bạn có thể tìm nhiều công ty khác hay là tìm nhiều người bên Nhật khác mà các bạn có thể là trao đổi và cứ thảo luận với họ và hỏi với họ tình hình như thế nào. Và các bạn nên nhớ rằng nè, hiện tại bên Nhật á các bạn, hiện tại bên Nhật là chính phủ Nhật quy định là có thông báo là cuối tháng 4 và tháng 5 năm nay á, là có vaccine, là tiêm ngừa vaccine là toàn nước Nhật luôn đó. Vì vậy các bạn cứ yên tâm là vaccine Nhật sẽ sắp sửa là tiêm vaccine rồi. Vậy các bạn cứ yên tâm đi, không cần phải dịch, không cần phải lo sợ mà khó khăn khi không sang được nữa. Vì hiện tại dịch bên Nhật các bạn cũng không cao lắm mà cũng không giảm, nó cứ trung bình vậy đó. Mà hiện tại cái vaccine thì cũng đang nghiên cứu, cũng đang là chuẩn bị
chuẩn bị là team cho toàn nước Nhật thì các bạn cứ yên tâm. Và bạn nào mà muốn biết rõ hơn và chi tiết hơn á, các bạn cứ vào phần mô tả của video này có đường link Facebook á, trang cá nhân của mình, thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp cho mình sẽ trả lời cho tất cả anh chị em đều biết hết, hoặc là có thể bình luận dưới video này mình sẽ trả lời luôn đó. Thì trong cái video này á, hồi nãy giờ mình chia sẻ, nếu có gì mà sai sót hay thiếu sót thì mong cho tất cả anh chị em các bạn là thông cảm và bỏ qua cho mình, hoặc là góp ý bằng cách là bình luận dưới phần video này để giúp mình sửa sai đó. Thì mình cũng xin là kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nhớ đừng quên like, share, đăng ký kênh giúp mình để giúp mình đạt 1.000 người đăng ký kênh các bạn nha. Xin chào các bạn, bye bye.